Dạ rồi, em thức Euro Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một cái cặp tay nôi T125 sử dụng một cái bát 25 và một chép còi rất là hiếm ha. Cặp này thị trường ra là rất là hiếm. Đây là cái dòng đời cao cấp và hết số của cái của hãng tay nôi thiết kế cho cái đời hai quay riêng biệt ha. Thì đối với hai những cái đời hai quay riêng biệt thì là hãng sản xuất rất là nhiều dòng lo như V20, V30, M20, M30 hoặc vân vân, rất là nhiều dòng hai quay lắm. Còn đồng trục này em không tính tới ha. Thì cái cặp TD125 này sử dụng một cái bát 25cm và một chép còi rất là khủng. Đây thằng lưới e căng, tem mát logo đầy đủ ha, tem bằng nhôm rất là đẹp ha. Lưới rất là đẹp luôn, không có lủng lỗ nào cả ha. Đấy, em sẽ bỏ lưới bằng lưới vào đi một bên. Đây, em sẽ quay chi tiết từng một cái cho anh em xem. Sử dụng một cái bát 25 gân cao su ha, gân cao su rất là mềm và rất là đẹp, và sử dụng một cái chép còi. Một cái chép còi rất là chất. Toàn bộ thùng gỗ lạng ha, thùng gỗ lạng rất là đẹp nè. Đấy. À, rồi và cái bên đây cũng một cái bát 25cm gân cao su, một chép còi, thùng gỗ lạng rất là đẹp. Đây toàn bộ là thùng thân gỗ lạng ha, rất là đẹp. Bốn mặt thì mặt ở phía trước và mặt sau được hãng sơn đen. Đây, rất là đẹp anh em ha. Còn phần cũ nè, thì phần cũ hồi nãy em có vệ sinh, em đã mở ra, em có chụp để up Zalo cho anh em xem. Đây thì sử dụng một củ bát 25, củ là 2538 ha, 2538, và củ chép là 1108. Củ kép còi rất là chất ha, anh em xem rất là chất lượng. Phần tầng phía bên trong nè rất cổ kính ha. Thì cặp lo này được hãng sản xuất vào thập niên 1981, và kích thước của thùng thì nó ngang qua là 33cm và cao lên là 56 và sâu vào là 26,5, và kháng trở là 8 ohm, 50W và độ nhạy là 93 dB. Thì đối với cái cặp tay nôi này, anh em ghép đèn hay bán dẫn đều rất là hay ha, rất là đẹp luôn. Thì cặp này nó có cốt silver chỉnh ha. Đây quay phần phía sau cho anh em xem. Đây là phần phía sau nè, nó tổng thể rất là đẹp. Ta có thể ghim bắp chuối vào ha, tay nôi T125 và có cốt server chỉnh cho chép. Và cái bên đây cũng vậy à, rất là đẹp. Cặp này lâu lắm em mới về được một cặp. Cặp này từ lúc em bán tới bây giờ em bán chỉ được có cặp này, là cặp thứ hai thôi. Mấy cặp này rất là hiếm, giá rất là hay ha, rất hay trong cái tầm giá là 19.500. Đấy thì em đang ghép chung với một cái bộ rebound của Nem Audio. Thì về phần kích thước và hình thức là em đã giới thiệu anh em rồi, tất cả là đẹp keng và xin nguyên bản ha. Rồi em sẽ test nhạc cho anh em, em lấy nhạc ha. The thrill is gone, the thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. And you done me wrong, baby. And you'll be sorry someday. The thrill is gone.
It's got away from me. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I still live on, but so lonely I'll be. Chi tiết thì đối với cái cặp tay noi T125 này, thiết kế một cái lỗ hơi phía trước ta rất là dễ đánh ha, và rất là dễ nghe, sử dụng cái gân cao su cho tiếng bass rất là mềm mượt, và đặc biệt là một chiếc chép còi cho một cái tiếng bass phải nó rất là im dịu ha, không chối tai, và đặc biệt là rất là chi tiết từng cái dải chạy cao một. Dạ rồi thì em cũng xin nhắc lại giá cặp loi TD125 thì em đang bán với giá là 19.500.000 bao ship toàn quốc. Đấy, rất là đẹp. Thành vách rồi gân rồi riết rồi lưỡi e căng rồi rất là đẹp ha. Có cốt server chỉnh. Dạ rồi, em xin kết thúc clip ha. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.